Dạ, thưa sư cho con hỏi là lúc con trọ con không tiện lập bàn thờ Phật vì ở chung với bạn bè, nhưng vì muốn lễ Phật nên con mở điện thoại ảnh Phật lên để lạy, mà cái bàn đó thấp hơn đầu con, bàn học khá nhỏ, con làm vậy có được không? Hay phải tưởng tượng Đức Thế Tôn ở trên cao rồi lạy mới được? Xin thưa là không có vấn đề gì ha. À, chúng ta vì niềm tin thì mình thờ Thế Tôn, cho nên là cái này nó không có vấn đề gì, đừng có lo lắng quá. Qua câu hỏi tiếp theo.